Viên đá thôi. Cái gì trắng trắng lên đấy. Ui. Nó có khói khói đâu nha thầy chưa? Không phải đá đâu. Để làm sao nào? Chân đâu? Có chân mà vừa có chân đấy đấy. Cái mộ của ai đấy chứ? Chân rồi. Không phải chân người đâu. Chân đấy mà. Đấy. Mới rõ ra sao nào? Cho thằng nhìn thấy chân mà. Gì vậy? Đâu? Giờ này có đồng đâu đây nhỉ? Đồng người à? Có cái đồng người. Chết rồi. Đầu mới chân. Có người nào trốn ở đây không? Thì đã tìm người rồi. Đồng người thôi. Sâu ở trong đó nó sao? Có gì nữa? Không thấy gì nữa. Viên vừa thấy mà. Hàng sâu lắm anh em ơi. Bỏ sạc. Nhanh em cứu người đi. Người bé thì người ơi. Người nhìn thấy cái chân người mà. Nghe gọi tiếng kêu đấy. Khả năng hãy còn sống đấy. Chưa được. Còn sâu thế cả. Sâu không? Mà hàng bé này nó nô dù gì vào được. Thôi nước vào thẳng luôn nhá. Nhưng mà có thì phải kéo ra ngay nhá. Cứ vào sâu, trong xem kiểm tra hang sâu lắm. Sâu vào nguy hiểm lắm. Vào đi.
Để em đi kiếm đi. Vào không? Vào đi, vào đi. Để anh vào nhá. Vào luôn, vào thẳng luôn nhá. Kiểm tra nhá. Đi vào luôn đi. Không có gì đâu. Cứ vào sâu luôn đi, vào sâu luôn kiểm tra ra được con sâu không? Con sâu vào luôn đi. Ui sâu lắm. Vào luôn đi. Ui tối hôm nay gì đâu mà. Có thấy gì không? Ui, không có gì đâu. Có gì á? Không có gì cả. Thằng sâu lắm không? Anh Đức đâu rồi? Vừa vào trong này không thấy nói nữa chưa? Anh Đức rồi, chưa. Chị bị hàn sâu lắm anh em ơi. Bây giờ không thấy nói nữa. Bây giờ vào làm sao? Bây giờ sao thôi? Anh Đức ơi, đúng người rồi, thằng sâu đấy, vào đi, vào đi. Để nhìn em vào cho. Luôn đấy, không nhìn thấy cái gì luôn. Để vào đi. Để cái này ở đây. Để vào nhá. Ô, chưa vào đi. Chưa vào nhá. Thằng vào. Thằng sâu lắm. Thằng sâu đấy. Có gì kéo dây nhá. Ui, ôi chả nhìn thấy đéo rồi. Sao đấy cả? Có không ạ? Đang vào kìa. Đang vào rồi. Ngon rồi. Có dây nến yên tâm rồi, có dây yên tâm rồi. Có dây nến yên tâm rồi, quá yên tâm luôn. Kéo nữ dây đi. Vào đi nhá. Kéo nữ dây là thành thức không? Không có gì. Gì đây? Sâu rồi. Ui! Kìa kìa kìa. Ôi trời ơi. Thôi. Đừng vào. Ném dây. Đừng vào nữa. Thả thì em ném dây. Yeah. Cuộn nhiều quá. Ném vào trong. Ném vào trong gọi nhá. Anh em ơi, ném dây vào nhá. Ném đi. Bắn dây anh em ơi. Bắn dây vào. Ôi, Ah!